Rồi mình đang test bộ dàn này là bộ dàn Panasonic, model nó là EH40X ha. Dàn này thì 4 thất rời size chung. Ngoại hình thì kích thước thì có tầm 7 mấy gần 80 á ha. Cao thì có tầm 44. Nó size này thì có tầm 44 ha. Gang tay mình 22 nè. Ha, 44 size chung. Tổng thể thì mặt trước khá là đẹp ha. Đẹp ở đây là nó không có chảy xước, không có gì mình phải ấy hết, chứ còn cũ thì nó vẫn có những cái vết cũ theo thời gian, đúng không ạ? Còn hậu loa thì có một loại bị sơn nhẹ ha. Đây thì buộc phải lâu ngày nó bị ẩm á, thì buộc phải vô keo lại nha, vô keo lại rồi nè, chôm thôi đánh là nó rụng cái mùn cưa ra. Dàn thì 4 thớt rồi ha. Đây model nó đây, con này là EH40 Made in Japan, chạy 4 dòng điện ha. Mình đang hoạt định chạy 220 luôn. Đó, hậu nó thì có nhược điểm với loa nó nha, bị nhẹ xanh nhẹ thôi. Còn đặc tính của Panasonic thì khỏe, đúng không? Đánh bass chắc khỏe, con này có chế độ sub bass nè. Rồi, mình đang test CD á nha, đang test CD nè. CD mắt đọc rất tốt, đĩa chợ đĩa nào cũng đọc hết á. Cho em ở đây một mình ngắm trăng trong trời. Cho em ở đây một chiều lắng nghe tim mình. Có nắng vào vai rất nhẹ và như có gió ngoài sông êm đềm. Như dù có đi chung bát ba lăn khá là lực ha. Mắt thì đọc tốt nhá. Rồi anh em mà có nhu cầu thì alo cho mình ha. Nói chung những cái model này thì nó cũng hiếm rồi, ít rồi, ống thớt rồi. Rồi vậy ha, anh em mà có nhu cầu thì alo cho mình. Rồi vậy nhá, chào mọi người. Con này có khiển nha.